lên cổng cái nhỏ ấy. Rồi tao anh em lên. À đúng rồi. Rồi bài tập anh em lên đường đi. Rồi bên đường không đi không? Rồi ok. Đời anh bây giờ lại xe bây giờ là hiện tại là rất là đặc biệt lắm chứ bây giờ mà phục vụ những khách hàng như thế này. Dạ, máy lên sóng không? Khách sạn lên sóng không? Còn là có người mà tiếp xúc có bị nữa không? Ờ. Là hai vợ chồng đúng không ạ? Bây giờ. Thì mẹ là ok ngay liền. Khi mà có mẹ tham gia cùng thì em cảm thấy có một chỗ dựa vững chắc để cùng thực hiện các nhiệm vụ mà của mình lắm đặt ra. Thà lây bệnh cho một người còn hơn lây bệnh cho ngàn người. Thà lây bệnh cho mình còn hơn lây bệnh cho cả xã hội xung quanh. Mẹ cũng biết rằng là đây là một công việc mà nó ẩn chứa nhiều rủi ro. Chị cũng biết như vậy ạ. Bây giờ có suy nghĩ lại thì bọn anh vẫn sẽ làm như nữa. Chị nghĩ là nếu mình không làm thì chị tên là Tôn Đặng Hoàng Phương, chợ Phương Đức. Chị đang làm tạp vụ ở Ga Huế. Bây giờ là chị đổi cho chị kia làm cả ngày, chị sẽ làm cả đêm. Thì cũng xuyên lúc, nhiều lúc cũng mệt mà em cũng có thời gian nghỉ ngơi. Như là tối nay là chị sẽ đi làm tới sáng mai thì 6 giờ rưỡi chị xong, 7 giờ 7 rưỡi là chị tham gia vào đội bún. Chị tham gia trong nhóm này là cũng là con trai chị nó tham gia trước thì mình cũng thấy là có ý nghĩa cho xã hội cho nên mình cũng đăng ký tham gia theo. Em tên là Nguyễn Tô Hoài Nam và hiện tại là em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Huế. Hiện tại thì em cũng tham gia Pool 15 được tầm 3 đến 4 tháng rồi. Thông qua mạng xã hội Facebook thì em có thấy được một số hoạt động của Pool rất là ý nghĩa và em gửi đến tham gia Pool. Khi mà đăng ký tham gia Pool thì em cũng có tìm hiểu có một số cái rủi ro mà khi mà tham gia Pool như là các hoạt động chống dịch thì mình có nguy cơ đối mặt với các F0, F1, F2. Sau nhiều lần suy nghĩ và hỏi thông tin gia đình thì em đã quyết định đăng ký tham gia. Trước lúc mà em quyết định đủ mẹ thì em nghĩ mẹ sẽ không đồng ý bởi vì công việc ở Pool 15 thì cũng rất là nguy hiểm thì có thể ảnh hưởng đến cái công việc bên ngoài của mẹ. Công tác xã hội là mình đã thích từ trước nên mình cũng muốn hướng con theo cái nguyện vọng của mình luôn. Thì không ngờ là con đi trước mẹ, bởi mẹ cũng tham gia theo lắm. Em cũng rất bất ngờ khi mà mẹ đồng ý. Và khi mà mẹ đồng ý thì em cảm thấy rất là vui bởi vì có một người thân bên cạnh mình để tham gia hoạt động. Thì đi đâu có mẹ, có con thì nó cũng vui. Và địa phương họ cũng cảm thấy gì ạ? Chúng ta cũng cảm thấy đâu? Khoảng 7 giờ 20 thì cả đội phải có mặt tại Bệnh viện Kim Long cùng khoa xét nghiệm chuẩn bị các dụng cụ cũng như là chia đội và giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Công việc của sáng hôm nay của hai mẹ con em là cùng với CDC của thành phố để lấy mẫu tầm soát dịch bệnh ở phường An Đông. Những vùng mà bọn em lấy mẫu thì đã xuất hiện những ca cộng đồng và có các yếu tố dịch tễ phức tạp. Mình còn có nguy cơ đối mặt với những F0, F1.
Ban đầu thì công việc lấy mẫu rất khó khăn, bởi vì khi mà mình cầm que để lấy dịch mũi của họ thì mình rất sợ họ đau và sợ họ không hợp tác với mình. Điều vui nhất của em có lẽ là khi mà mình lấy các mẫu test nhanh mà không có xuất hiện những cái dương tính nào. Con mệt mẹ con ta bên đó là bàn tay con là ngay nên mạc tay lẫn cỏ ai hết thì mình cũng rửa thối thì điều mừng với nhau. Con như tết ra mà có dương thì rất là buồn. Mình cảm thấy ngay là mất công quá, ổn bị không. Khía cạnh mà mình nằm trong trường hợp như người ta đó thì không biết mình sẽ như thế nào, con cả nhà cửa mình như thế nào ai lo. Cho nên chị cũng sợ những cái họ cảnh là xảy ra. Mà sợ không phải riêng bản thân mình, sợ tất cả cho mọi người. Thường thì công việc của đội bắt đầu từ 7 giờ 20 sáng và kết thúc khoảng tầm 5 đến 6 giờ chiều tối. Có hôm thì đến 8-9 giờ thì đội mới rời khỏi điểm lấy và về rất là trễ. Tại vì là hiện tại mình cũng còn một mình làm nuôi hai đứa con thì lo kinh tế. Nhưng mà vừa phối hợp với kinh tế là cũng phải vừa phối hợp với công tác xã hội là cho tròn vẹn, là rất là mãn nguyện. Thì tất nhiên là vất vả rồi, nhưng mà cũng có cái niềm vui của mình ở đó. Thì cực nhưng mà cũng vui, vì là vui là giúp được cho xã hội. Được sự đồng ý chủ trương của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thì Pool 15 đã được thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 2021 và sau một thời gian hoạt động thì nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép hội thành lập. Nhất là đồng chí chủ tịch đã hỗ trợ cho tất cả các thành viên Pool 15 tiêm vaccine đầu tiên. Trong quá trình đó thì chúng tôi có nhiều cái buổi tập huấn giúp cho các thành viên có đủ kỹ năng về y tế và kiến thức để hỗ trợ phòng bệnh được tốt hơn. Thành viên của 45 thì tới rất nhiều nguồn, có thể là sinh viên, giáo viên hay là những bác sĩ, giới kinh doanh, có những người đã quen nhau hay là có những người chưa quen nhau. Thì khi mà vào 45 với một mục tiêu duy nhất đó là lan tỏa yêu thương và phụng sự xã hội thì mọi người xem nhau như là thành viên trong gia đình và mọi người rất yêu quý nhau. Qua một thời gian phối hợp giữa khóa xét nghiệm và hội Pool 75 thì các bạn Pool 75 có tinh thần làm việc rất là nhiệt tình, sống sáo, có những đóng góp lớn trong việc thực hiện thành công kế hoạch mở rộng tầm soát toàn dân trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Và thông qua đây thì thay mặt ban chủ nhiệm khóa xét nghiệm gửi lời cảm ơn chân thành đến hội Pool 75, những thành viên tình nguyện của Pool 75 đã tham gia hỗ trợ cho khoa xét nghiệm thực hiện kế hoạch tầm soát diện rộng với mỗi ngày đến 10,000-20,000 lượt tầm soát, cùng với CDC tỉnh đã thực hiện thành công kế hoạch mà ban chỉ đạo Covid thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao cho thành phố Huế thực hiện trong thời gian qua. Nhiều lúc là cũng nhưng họ cũng dị nghị lắm mà đi thôi ta tránh mới ra. Mới đem dịch cho rồi về, nói chung là bạn bè cũng nẻ mình cũng phần lớn là nhiều, nhưng mình cứ tâm huyết rồi lại trời thôi. Thì giờ mà mình nghĩ suy nghĩ như người ta rồi thì ai chung tay vào cái xã hội này? Nếu mà ai cũng sợ thì sẽ không có những người mà có thể tham gia những hoạt động chống dịch để có thể bảo vệ thành phố của mình.